Thì cái đầu tiên ý, cái đầu tiên là mọi người hình dung là cái vấn đề mà tất cả những cái rào cản mà mọi người đang gặp phải, ví dụ như là ít cảm thấy là mình khó tuyển vì mình ít mối quan hệ, hay là mình tuyển mãi mình vào đây rồi họ lại dụng, rồi mình làm mãi mình rất là chăm chỉ nhưng dù không phát triển như mình mong muốn, thì tất cả những cái vấn đề đấy thì đều là mọi người đầu tiên mình có một cái niềm tin. Đấy là gì ạ? Những người giàu nhất, những người thành công nhất hiện nay họ cũng đều trải qua những cái giai đoạn như chúng ta ngày hôm nay. Đấy. Và mọi người ghi một câu là gì? Là những người thành công nhất là những người sẵn sàng chấp nhận nhiều lời từ chối. Mọi người có nhớ câu chuyện là anh Yên ở thì em tắt mic mọi người. Anh chị có nhớ câu chuyện là anh Yên mấy tháng thì lên 21 không ạ? Mọi người comment nhá. Em tắt mic đi để cho nó khỏi bị ồn. Đấy. Nếu mọi người chưa biết thì em Trang nói luôn là mọi người ghi lại nhá. Anh Yên là một người rất là thành công đúng không ạ? Và anh ấy cũng mất 6 tháng mới lên được 21%. Mặc dù vào đây xuất phát điểm rất là cao, là một cái người được tuyển thẳng đại học, được bằng đỏ, rồi hệ cử nhân tài năng và được tuyển thẳng thạc sĩ cao học. Nhưng tại sao anh ấy cũng phải mất đến tháng thứ 7 anh ấy mới lên được 21%? Đấy. Hay là ví dụ như ngay bản thân em cũng thế. Em thì phải mất khoảng hơn 2 năm. Hơn 2 năm em mới lên được 21% mọi người ạ. Em tham gia vào năm 2013 thì đến tháng 6 năm 2015 em mới lên được 21%. Cho nên mọi người hãy tin rằng tất cả những người thành công nhất hiện nay họ đều đã trải qua như những giai đoạn như là chúng ta hiện nay. Đấy. Và chỉ cần là mình biết được chìa khóa thôi. Nó giống như việc là bạn muốn giải toán thì bạn phải thuộc đề ấy. Còn nếu như bạn không thuộc đề, bạn không biết công thức giải thì bạn có làm mãi bạn cũng sẽ không giải được. Nên chúng ta chỉ cần biết chìa khóa thôi, chắc chắn là chúng ta sẽ xử lý được vấn đề của mình. Được chưa? Thì em cam kết, yes. Cam kết là luôn luôn có giải pháp, chắc chắn có giải pháp. Và các anh ở đây hay là các anh chị bảo trợ ở đây là để hỗ trợ, là để giúp mọi người tìm ra cái giải pháp đó. Nên mọi người hãy yên tâm và mọi người hãy tin tưởng. Có bất kỳ vấn đề gì mọi người hãy cứ tâm sự với bảo trợ của mình. Chắc chắn trong công việc này bảo trợ luôn là người rất thích nghe mình nói chuyện và hỏi. Đúng không ạ? Nếu mọi người đồng ý thì mọi người highlight nhá, để chúng ta sẽ bắt đầu với cái buổi ngày hôm nay nhá. Highlight. Ok. Thì khoan hãy bàn đến cái vấn đề giải pháp là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ không phải ghi chép gì đâu anh chị nhá. Chúng ta chỉ làm một cái buổi thảo luận với nhau thôi. Đầu tiên ấy, okay. Hãy cùng nhìn lại ước mơ của chúng ta ở trong công việc. Đấy. Tại vì may mắn là ngày hôm nay, từ từ để em mở mic mọi người. May mắn là ngày hôm nay thì em có tham gia cái buổi đọc sách buổi sáng ngày hôm nay ấy. Không biết là ở đây thì có ai tham gia buổi đọc sách sáng nay không? Và Trang được nghe một cái buổi đọc sách của chị Hồng Giang rất là hay về cái cuốn là Dạy con làm giàu. Đấy. Mọi người có, chắc là sáng nay có chị Lập này, chị Loan này, chị Thu này, Đạt này, anh Tiến. Chị cả. Nghe cái buổi ngày hôm nay thì thực sự là sau khi nghe xong một cái là Trang phải về Trang tìm cái buổi này, Trang đọc ngay. Đọc lại tất cả những gì mà chị Giang chia sẻ. Và thực sự là càng đọc thì càng thấm. Mọi người biết không? Trang thì đọc cái cuốn là nhưng mà Trang từ nhá để em tắt mic. Nhưng mà em á thì em đọc cái cuốn là Dạy con làm giàu tập 11. Đấy, tập 11. Nếu mà mọi người xác định muốn mong muốn thực sự muốn thành công, muốn lên diamond ấy, mọi người hãy mua cuốn này đi. Cuốn này nó có tên là Dạy con làm giàu tập 11. Và tiêu đề của nó là Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Và mọi người biết không ạ, ông Robert Kiyosaki này là một trong những người gọi là có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở nước Mỹ. Đấy, ông ấy là triệu phú từ khi mà còn rất là trẻ. Và ông đã dành nguyên một quyển sách để ông ấy viết về một cái ngành kinh doanh mà dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Và mọi người có đoán được là cái ngành kinh doanh đó là ngành kinh doanh gì không ạ? Chính là ngành kinh doanh của chúng ta. Đó chính là ngành kinh doanh về tiếp thị mạng lưới, hay còn gọi là kinh doanh theo mạng, hay còn gọi là bán hàng trực tiếp. Tóm lại là nó đều là một cái tên tiếng Anh, nó là Network Marketing. Thì cũng chính là cái ngành kinh doanh của chúng ta. Vậy thì cha xin phép đọc lại cho mọi người một chút về cái một trong số những cái lý do vì sao mà ông ý, đây, ông ý viết ngay ở trong cái phần mục lục của cuốn sách này, ông ý viết là tại sao tôi lại giới thiệu tiếp thị mạng lưới như một hình thức kinh doanh ở ngay cái chương đầu tiên, trang thứ 6 của cái quyển sách này luôn. Thì mọi người không cần phải ghi gì cả, mọi người hãy nghe Trang đọc thôi một chút để mọi người hình dung là tại sao một cái người giàu người ta còn lựa chọn cái ngành kinh doanh này. Đúng không ạ? Đây.
ở cái phần chương 1 nhá, nó có tên là điều gì khiến người giàu càng ngày càng giàu, trở nên giàu có. Thì cuốn sách này kể về ông Robert Kiyosaki này, khi mà ông ấy, chân tóm tắt thôi, khi mà ông 15 tuổi thì ông ấy rất là chán nản cái việc học ở trường, bởi vì ông ấy rất là muốn học cách làm giàu. Ngay từ khi 9 tuổi ông ấy đã muốn học cách làm giàu rồi, nhưng mà đến 15 tuổi ông ấy vẫn đang đau đáu đi tìm cái cách làm giàu đó. Và ông ấy thấy rằng là thay vì học những môn như là lớp học căn bản về tài chính hay làm cách nào để trở thành triệu phú 2002, thì tôi lại phải ngồi đây để giải phẫu những con ếch trong lớp khoa học. Và đầu suy nghĩ vẩn vơ làm sao, cách nào để những con ếch chết này giúp mình giàu lên. Hết sức chán nản với việc học hành, và tôi hỏi người cha giàu của tôi là tại sao trường học không dạy học sinh cách làm giàu hả cha? Đấy, mọi người có bao giờ đặt các câu hỏi là cái việc giàu có thì ai cũng muốn, nhưng tại sao không có một cái trường nào đấy dạy chúng ta cách làm giàu? Mà thường thì chúng ta đi học ở trường học để làm gì ạ? Chúng ta thường đi học ở trường học để đi làm công ăn lương, để ra ngoài kiếm một cái công việc thu nhập ổn định. Nhưng không hề có một cái trường nào dạy chúng ta làm giàu, đúng không mọi người? Mọi người đồng ý, mọi người highlight nhá. Đó, thì nói chung là ông ấy về, ông ấy than với cái người cha giàu. Và người cha giàu, và sau khi mà nghe những cái lời khuyên của người cha giàu thì ông ấy bắt đầu làm. Và ông ấy có một cái kết quả là gì ạ? Tôi học với cha giàu từ năm 9 tuổi đến năm 38 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn tìm kiếm một sự giảng dạy đúng nghĩa. Trường học đó theo tôi chính là trường đào tạo kinh doanh, trường đào tạo cho một cuộc sống thật sự. Và chính nhờ sự hướng dẫn của người cha giàu, tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 47, tài chính thoải mái đến cuối đời. Nếu nghe theo lời khuyên của người cha nghèo, tức là cha đẻ của ông Robert này, thì trở thành một nhân viên cần mẫn đến tuổi 65, chắc chắn đến bây giờ tôi vẫn phải đi làm, lo lắng làm sao đảm bảo được công việc và tiền lương hưu đang ngày càng bị cắt giảm. Đó. Và người cha nghèo ấy thì thường luôn luôn khuyên Robert là hãy đi học và học thật giỏi để có thể tìm được một công việc làm ổn định và lâu dài với trợ cấp béo bở. Còn người cha giàu thì khuyên sao ạ? Nếu con muốn thực sự giàu có thì con phải trở thành một ông chủ hay nhà đầu tư. Đó. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là gì ạ? Nhà trường không dạy tôi cách điều hành kinh doanh hay trở thành một nhà đầu tư. Đấy, ông Robert này ông đã biết rằng là phải đi học kinh doanh, phải dấn thân vào kinh doanh. Nhưng không có một trường nào có thể dạy ông đấy cách kinh doanh và cách trở nên giàu có, cách đầu tư. Đấy, thì đấy là cái mệnh đề đầu tiên ông ấy đưa ra để mọi người nhìn thấy được rằng là nếu như bây giờ tìm được một cái trường dạy kinh doanh cho những người thích học kinh doanh thì điều đấy thực sự tuyệt vời, đúng không ạ? Đó. Tiếp nhá. Và bắt đầu ông ấy lại hỏi tiếp cái người cha giàu có nói là hôm nay thì ông ấy học về Thomas Edison. Và người cha giàu dạy cho ông ta những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Nói chung mọi người hãy đọc đi để mọi người thực sự ngấm. Nhưng mà cha chỉ tóm tắt thôi. Ở đây ấy, ông cha giàu ông ấy nói là Thomas Edison ấy, ông ta giàu, ông ta trở thành triệu phú không phải là bởi vì ông ta chỉ là một nhà phát minh đâu, mà khi còn trẻ ông ta đã là một chủ doanh nghiệp của người ạ. Nếu mọi người biết thì Thomas Edison ngày bé là đã phải kiếm sống bằng nghề bán kẹo và bán tạp chí dạo ở nhà ga. Sau đó thì ông đã phát triển kỹ năng buôn bán và chẳng bao lâu ông bắt đầu tự in báo đằng sau toa tàu và thuê những đứa trẻ bán kẹo và những tờ báo do ông in. Chỉ trong vòng một năm ông đã đi lên từ một người làm thuê thành ông chủ có trong tay một tá nhân viên khi còn là một đứa trẻ. Đấy. Thay vì đến trường, ông chính là Thomas Edison đã học được những kỹ năng kinh doanh cần thiết cho sự thành công ngay từ khi còn bé. Thì mọi người hình dung là, và ông và người cha giàu ông ta có chia sẻ là con thấy đấy, hầu hết mọi người đi học để trở thành nhân viên trong một hệ thống. Họ không thấy được bức tranh toàn cảnh, họ chỉ thấy được giá trị trong công việc của họ. Có phải là mọi người đi làm công nhân thì mọi người chỉ được học về đúng cái phần công nhân, ví dụ ngày xưa mẹ Trang là công nhân sửa chữa TV, sửa chữa linh kiện TV ấy, thì chỉ được học đúng cái phần công việc đấy không ạ? Chứ còn làm sao mà được biết về những cái như là kế toán hay là văn phòng vân vân. Cho nên là những cái việc đó ấy, chỉ có ông chủ, cái người làm chủ hệ thống, người ta mới có thể biết được những cái việc đấy thôi. Và công nhân hay là nhân viên của chúng ta ấy, phần lớn mọi người đều dành thời gian để xây dựng ước mơ và xây dựng ước mơ cho người khác, cho cái chính là cái người chủ hệ thống đấy. Đấy, còn cái người ông chủ mới là cái người tạo ra hệ thống, mới là cái người nhìn được bức tranh toàn cảnh. Đó. Sau đó thì người cha giàu này người ta có khuyên Robert đó là những người giàu nhất trên thế giới họ đều xây dựng mạng lưới làm việc. Ví dụ như Bill Gates
hay là McDonald's vân vân, họ đều xây dựng mạng lưới làm việc. Và chính cái người cha giàu này, người ông ta cũng xây mạng lưới làm việc. Ông nói rằng 5 năm đầu tiên cha kiếm được ít tiền hơn so với những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, sau 10 năm, cha giàu hơn rất nhiều so với hầu hết những người bạn cùng lớp, hơn cả những người làm bác sĩ và luật sư. Đến nay, cha kiếm được nhiều hơn những gì mà họ mơ ước. Một mạng lưới kinh doanh được thiết kế và điều khiển giỏi sẽ giúp kiếm nhiều hơn một cá nhân làm việc chăm chỉ theo cấp số nhân. Đó. Mọi người rất là, nói chung là em sởn hết da gà rồi mọi người ạ. Bởi vì sao? Chúng ta đang được làm việc trong một cái ngành kinh doanh mà sách người ta viết là ngành kinh doanh của cấp số nhân, của hệ thống. Đấy, mà mọi người hình dung là những năm đầu tiên thì chúng ta kiếm được ít tiền so với những người khác. Nhưng sau những năm tiếp theo, khi mà cái cấp số nhân, khi mà cái hệ thống đấy nó đã trong quá trình mình vận hành rồi ấy, thì lúc đó nó cứ thế tăng lên và tiền sẽ đến khi mà ngay cả khi chúng ta ngủ. Đấy, thì mọi người nghe sách để mọi người có thêm những cái củng cố thêm niềm tin khi mọi người đang được ở trong một cái ngành kinh doanh mà thực sự là nó cực kỳ tiềm năng, hay còn gọi là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, đúng không ạ? Đây, hay còn có một cái phần cuối cuối này ông ấy có chia sẻ là giá, tức là trong cuốn sách này thì ông ấy có viết là có 11 giá trị của cái ngành kinh doanh này mang lại. Đấy, mọi người hãy đọc từng giá trị một để mọi người thực sự hiểu và ngấm về cái ngành kinh doanh này. Dạy con làm giàu tập 11 mọi người nhé. Thì trong đó thì có một cái giá trị số 8, đấy chính là sống để theo đuổi ước mơ của bạn. Đấy, thực sự thì đây chính là cái điều mà em khi mà đến với Sao Phương Bắc ấy, em chính là cái điều mà đã níu chân em ở lại đây cho đến ngày hôm nay. Em có 2 năm không thành công, không phát triển, và trong 2 năm đấy ngày nào về cũng bị bố mẹ gọi là ngăn cấm, rồi rất là căng thẳng. Nếu mọi người như Yến hay Đạt hay là My, mọi người sẽ cũng sẽ hiểu được đấy là em á, từ một cái người học nói chung là con ngoan trò giỏi, ngày xưa như một con gà công nghiệp ấy, bố nói gì nghe đấy, bố chỉ gọi là quát một cái là sợ xanh mặt chảy nước mắt thôi. Nhưng khi mà em vào môi trường này thì em thực sự em thấy là lần đầu tiên trong cuộc đời em được biết đến một cái định nghĩa gọi là ước mơ. Ước mơ là cái gì? Đấy, lần đầu tiên ấy, bởi vì mọi người biết không, em thi đại học còn thi gọi là bố chọn trường luôn, bố định hướng luôn là thi trường này, sau đó đi du học. Nhưng mà khi em vào sang phương Bắc, em được biết đến những cái kiến thức này và em thấy là thực sự nó rất là tuyệt vời. Và em đã quyết định không đi du học nữa để em ở lại em làm công việc này. Đấy. Audio tập 11 thì em không rõ, để tính em tìm nhá. Nhưng mà em nghĩ là chị nên mua sách thì nó sẽ ngấm hơn rất là nhiều. Thì trong giá trị thứ 8 của công việc này, đó chính là sống để theo đuổi ước mơ. Thì ở đây á, ông Robert này, ông ấy có chia sẻ là ông ấy có đến gặp với một người bạn của ông đấy đang là một nhà sản xuất hàng đầu của một công ty kinh doanh theo mạng. Và khi mà đến gặp một cái cuộc gặp này thì được nghe cái ông bạn này, ông ta nói rất là nhiều về ước mơ của ông ta là sẽ sở hữu một khu điền trang rộng 17.000 bộ, xong rồi có một gara ô tô chứa đến 7-8 chiếc xe hơi, rồi một chiếc limousine, rồi vô vàn nhiều thứ. Nói chung là một cái điều mà nhiều khi mọi người sẽ nghĩ là hão huyền ấy. Sau đó thì Robert, khi mà ông ta chia sẻ là lúc rời khỏi cơ ngơi của ông buổi tối hôm đó, tôi nhận ra rằng là gì ạ? Tức là trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về cái ước mơ to lớn như ông bạn của mình. Đấy, tôi chợt nhận ra rằng ước mơ của ông ấy còn lớn gấp nhiều lần ước mơ của tôi. Trước nay tôi chưa hề ước rằng tên mình được lấy làm tên đường. Đấy, hay ủng hộ đủ tiền để xây một trường hay một thư viện. Lúc rời khỏi cơ ngơi của ông buổi tối hôm đó, tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi cần phải mơ ước to lớn hơn nữa. Một trong những giá trị quan trọng hơn mà tôi học được từ các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới thành đạt, đó là họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống và theo đuổi ước mơ. Đấy. Và ở đây, cái người cha nghèo của Robert thường xuyên nói với Robert từ ngày bé đó là gì ạ? Là cha không thể có được nó. Đấy, và người cha giàu, thì tức là Robert có kể lại câu chuyện đó cho người cha giàu, và người cha giàu có nói là thay vì thế thì con hãy nói rằng làm cách nào để tôi có nó. Đấy, mọi người hãy, tức là ông ấy nói là tuy những câu này nó đều đơn giản và nó đều có ý nghĩa gần như nhau, nhưng với người cha giàu, sự khác biệt giữa chúng nó rất quan trọng. Ông bảo là hãy tự hỏi mình làm cách nào tôi có thể có được thứ mình muốn, cho phép chúng ta có được những ước mơ lớn hơn. Người cha giàu còn nói thận trọng với những người muốn giết chết ước mơ của con,
không có gì tồi tệ hơn một người bạn hay một người mình yêu quý đang cố giết chết ước mơ của con. Có người có thể vô tình hay cố ý nói ra những câu như, mọi người ghi lại một số câu nhé, mọi người nghe này, mọi người thử nghĩ xem là mình đã bao giờ nghe những câu đấy chưa nhé. Một, bạn không làm được chuyện đó đâu. Đấy. Hai, làm thế là mạo hiểm quá, bạn có biết có bao nhiêu người thất bại rồi chưa? Đấy. Đừng mục tiêu 21 tháng này, bao nhiêu người đặt mục tiêu thất bại rồi đấy. Số 3 là gì ạ? Đừng có ngốc thế, mày lấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy? Đừng có ngốc như vậy, cứ ý tưởng thật là điên rồ đúng không ạ? Số 4 là nếu đây là một ý tưởng hay thì tại sao chưa có người nào làm thử? Mình có rất là nhiều câu ví dụ kiểu như là tại sao sản phẩm này tốt mà chả thấy quảng cáo gì cả, chả ai biết. Đấy, thực ra người ta đâu có biết được hết toàn thế giới đúng không mọi người? Người ta chỉ biết được một cái góc nhỏ trong cuộc sống của người ta thôi. Đấy, người ta không biết nhưng người ta đánh đồng là tất cả mọi người đều như thế. Rồi câu tiếp theo là ồ, tôi đã thử cách đấy nhiều năm trước đây rồi, để tôi bảo cậu nghe tại sao nó không thành công. Đấy, những người người ta siêu hơn thì người ta sẽ nói là tôi làm rồi nhưng mà không hiệu quả đúng không? Giống như là mình đi tuyển sẽ có rất nhiều người bảo mình là tôi làm Oriflame rồi, tôi cũng đã lên 21 rồi nhưng mà công việc đấy nó khó lắm. Đấy. Tôi nhận ra rằng những người giết chết ước mơ của người khác chính là những người đã từ bỏ giấc mơ của chính họ. Khi họ vào đây, họ ước mơ lên 21, họ thất bại, họ từ bỏ giấc mơ của họ và rồi họ đi giết chết những ước mơ của người khác. Được chưa? Đó thì cuối cùng ấy, nói chung là ở cái chương này rất là hay nhưng mà ông em có một cái câu nữa đó là cái việc mà mình ước mơ ấy, tại sao nó quan trọng? Không phải là nhà hay xe đâu mọi người nhé. Điều quan trọng là con trở thành người như thế nào trong quá trình kiếm đủ tiền để mua căn nhà. Những người ấp ủ những ước mơ nhỏ bé thì tiếp tục sống cuộc đời như những con người nhỏ bé. Đấy, câu này rất hay. Những người ấp ủ những ước mơ nhỏ bé thì tiếp tục sống cuộc đời như những con người nhỏ bé. Giống như là anh Yên có nói là tại sao mà cùng là một đứa con sinh ra, tại sao mình không để bố mẹ mình tự hào về mình mà lại là người khác tự hào về con nhà người ta, đúng không ạ? Tại sao mình không trở thành con nhà người ta đi? Hay là cùng là một đứa con do mình sinh ra, tại sao con người khác họ có thời gian để chăm con, để tìm hiểu cách nuôi dạy con, để khiến cho con người ta xuất sắc, tại sao không phải là mình? Nói thật, Trang rất là biết ơn công việc này, bởi vì nhờ có công việc này mà giúp cho em có cơ hội tìm hiểu về những cái điều rất là hay, ví dụ như cách nuôi dạy con, làm sao nuôi dạy con thông minh, làm sao để nuôi dạy con trở thành một em bé hạnh phúc, thì đó là một điều cực kỳ tuyệt vời. Đấy, rất là biết ơn vì nó có thời gian để mình dạy, chứ còn thực sự nếu mà mình đi làm 8 tiếng thì về là mình chán rồi, mình chẳng có muốn tìm hiểu gì nữa đúng không mọi người? Đó. Rồi cuối cùng đó là những người ấy, người ta thường khi mà mình đi tuyển sẽ có những người ta nói là trước đây tôi đã từng là 21 rồi, hoặc tôi đã từng là Diamond rồi và tôi thất bại, cho nên bây giờ tôi không muốn ước mơ nữa, tôi nghĩ là khó lắm, không làm được đâu. Thì khi đó ấy, hay ngay cả chính bản thân mình ấy, khi mà ngay ví dụ như chúng ta đã từng là Diamond và chúng ta bị xuống ấy, thì chúng ta hãy nghĩ một câu như thế này nhá. Cha giàu người ta khuyên là gì ạ? Phá sản chỉ là tạm thời và nghèo khó là mãi mãi. Dù con có phá sản đi chăng nữa thì con cũng chẳng mất đồng xu nào nếu con ước mơ được giàu có. Nhiều người nghèo cứ nghèo mãi vì họ đã từ bỏ mọi ước mơ. Đó, cho nên ấy, mọi người hình dung là nghèo ấy là bởi vì họ từ bỏ ước mơ, họ không có ước mơ. Chứ không phải là bởi vì khả năng của họ không khiến cho họ giàu đâu. Đấy, thì đấy là một số những cái mà hôm nay em học được. Và em thấy rằng là cái ngành kinh doanh này nó rất là hay. Thứ nhất, đây là trường dạy kinh doanh dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Đấy, nếu mọi người là một người thích giúp đỡ người khác, thích giúp người khác cũng kiếm được nhiều tiền giống như mình, thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời, một ngành kinh doanh tuyệt vời. Ở đây chúng ta càng giúp downline thành công, chúng ta càng thành công. Được chưa? Cái thứ hai là đây là một cái môi trường dạy cho chúng ta có ước mơ, sống có khao khát, phải biết vươn lên, đúng không ạ? Đừng trì hoãn. Đấy. Rồi cái thứ ba là công việc này giúp cho chúng ta có được một cái hệ thống, một cái mạng lưới tăng lên theo cấp số nhân. Có thể chúng ta làm 1 năm bằng người ta làm 10 năm và giờ chúng ta nghỉ hưu sớm. Mọi người có thích là làm việc đều đặn hết mình trong vòng khoảng 2 năm đến 5 năm, sau đó chúng ta lên Diamond và rồi chúng ta nghỉ hưu, trong khi những người bạn, người thân của mình họ vẫn phải đi làm vất vả để họ có thể trang trải cuộc sống, không ạ? Đấy, thì đấy là một số những cái điều nó rất là hay. Và bây giờ thì Trang muốn mọi người hãy bật mic lên này,
Ở đây có một cái bài tập nho nhỏ mà Trang nghĩ là nếu thực hành được bài tập này và thường xuyên thực hành nhá, ngày nào cũng thực hành nhá, thì chắc chắn mọi người sẽ trở thành diamond không xa đâu. Mọi người hãy tin điều đấy đi. Đấy, là gì đây? Mọi người bật mic nhá. Ôi, bật mic ở đâu nhỉ? Mọi người hãy bật mic lên. Và bây giờ mình sẽ thực hành một cái bài tập, đó là bây giờ anh chị hãy nghĩ về cái ngày này năm sau. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8. Vậy thì ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022, nghĩ về ngày mình lên diamond đi. Nghĩ về ngày mình có 100 triệu đi. Mọi người hãy nghĩ về ngày đó và mọi người hãy tưởng tượng ra là cái ngày hôm đó ấy, mình sẽ là buổi sáng hay buổi chiều. Đấy. Ngày xưa hôm trước em có vui vui em nói mọi người là mình sẽ được shopping đúng không? Gọi điện cho mình bảo là chị ơi, có một chiếc xe ô tô đang có một gói hàng, là chiếc xe ô tô đang đến và đỗ trước cửa nhà anh chị, bây giờ anh chị có nhà không để em giao. Thì rồi mình sẽ tưởng tượng là chiếc xe đó là chiếc xe gì, màu gì. Đấy, và lúc đấy thì mình đang làm gì? Ví dụ mình đang cho con ăn hay mình đang giúp con ngủ. Đấy. Rồi lúc đấy thì mình xuống, bước xuống, mình xuống lấy xe và rồi mình sẽ được mọi người, bố mẹ rồi vợ con, vợ mình, con mình sẽ có một cái đón nhận như thế nào. Mình nghĩ được cái gì và đây ấy, tôi rất là hay mà học được. Ý tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kỹ năng. Ý tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kỹ năng mọi người nhé. À, dạy con ấy, dạy con, một trong những bí mật dạy con của người Do Thái. Người Do Thái là một người, là một cái dân tộc mà chiếm đến 30% cái giải Nobel trên toàn thế giới. Và họ nổi tiếng với cách dạy con. Và một trong những bí mật của họ đấy chính là luôn dạy con, gọi là phát huy cái trí tưởng tượng ngay từ khi còn nhỏ. Một cái bài tập rất là đơn giản thôi. Ví dụ một người mẹ Do Thái, người ta sẽ vẽ một cái vòng tròn như thế này. Và trước giờ đi ngủ thì sẽ hỏi đứa con của mình là con ơi, cái gì đây? Cứ vẽ thế cái gì đây? Thì con nó sẽ nói là à, đây là mặt trời này. Gì nữa không? Bắt đầu mẹ cứ hỏi à, đây là quả bóng này, đây là khuôn mặt của mẹ này, à, đây là bóng đèn này. Rồi nói chung là mình sẽ nói để cho con cứ tiếp tục tưởng tượng, tiếp tục phát huy và nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng của nó. Đấy, thì lớn lên nó sẽ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, bởi vì nó là cái ở bên não phải mọi người nhá. Đấy. Thì người lớn chúng ta ấy, khi mà chúng ta lớn, khi mà chúng ta bé, chúng ta có rất nhiều trí tưởng tượng, đúng không? Nhưng khi chúng ta lớn lên thì bởi vì chúng ta đã bị đánh cắp ước mơ, bị giết chết ước mơ rồi, nên là chúng ta bị thui chột đi cái khả năng tưởng tượng. Cho nên là bây giờ em rất là muốn khơi gợi mọi người cái sự tưởng tượng đi. Mọi người hãy tưởng tượng đi. Ví dụ à, chị Lệ Thu đi. Chị chia sẻ với mọi người trước đi, chị tưởng tượng về cái diamond của chị em trong năm như thế nào chưa? Chị kể đi. Mọi người sẽ cùng là những người gọi là chúc phúc và xây dựng ước mơ cho chị. Chị kể đi và sẽ được mọi người ủng hộ chị đấy. Chào Trang, chào cả nhà. Mình xin phép, mình xin phép được tưởng tượng như thế này. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8. À, hôm nay là sinh nhật chồng mình này. Thế và đến mà nếu mà đến ngày mùng 10 tháng 8 sang năm cũng là sinh nhật anh ý, thì nếu như có một chiếc xe ô tô mà tặng cho anh đấy, anh ấy biết lái xe rồi, mình cũng biết lái xe rồi, thì mình sẽ là người lái chứ không phải như trước đây là không dám lái nữa. Đấy, và có thể đi được rất nhiều nơi bằng cái xe được tặng ấy, thì tuyệt lắm. Ví dụ chị muốn đi cái nơi nào đó với hai vợ chồng đi, một nơi nào đi. Thế thì mình có đèn gióng và cái khu sinh thái ở đấy, ôi sướng lắm. Đó. Thích lắm. Thì sẽ bảo chồng là anh ơi, ngày này sang năm em sẽ hẹn anh một chuyến đi du lịch chỉ hai vợ chồng mình thôi, con cái để đúng nhà. Rồi. Đúng, và nếu như có cái xe đó thì chắc chắn là anh ấy sẽ ok. Anh ấy cũng thèm xe lắm đấy. Bọn mình đã từng mua xe và đã từng bỏ xe đi. À. Thế và bây giờ nếu như có thể có một cái cơ hội như thế thì không có gì sung sướng hơn. Nhất định ngày này sẽ mang, chị tin nhá chị nhá. Chị tưởng tượng nó rất là quan trọng chị nhá. Rồi chị tưởng tượng đi, con chị sẽ nghĩ thế nào với chị? Khi đó chị sẽ là diamond, chị sẽ là học bổng là 1 triệu một tháng. Nhà chị có mấy bạn, 2 bạn đúng không? Ừ, đúng thế Trang ạ.
2 triệu một tháng dành cho con. Và con giống như là chị nào nhỉ, chị Lan Diamond chị thì có chia sẻ đấy, là hàng tháng con sẽ ngồi đếm tiền, đếm học bổng và nói ôi mẹ ơi thích quá, làm rồi khi nào mà con sẽ được tăng học bổng lên. Nó sẽ ngồi tính xem là à mỗi tháng con một năm con có 12 triệu, 12 năm con sẽ có mấy trăm triệu đó, và con sẽ có một cái vốn để con làm kinh doanh năm con 18 tuổi. Wow. Đấy. Tính đi mấy trăm triệu đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Thay vì mình phải bỏ vờ nhiều quá tiết kiệm cho nó, thì bên đây sẽ là công ty mình sẽ có một cái khoản tiết kiệm cho con luôn. Ok. À, ai nhỉ? Cảm ơn cả nhà. Anh Tiến ơi, anh Tiến thử chia sẻ bức tranh ngày này sang năm của anh đi nào. Nếu anh trở thành Diamond đi, bởi vì anh rất là tiềm năng, cuối năm nay anh có 2 chân. Bởi vì bây giờ anh đã có 1 chân rồi. Nếu anh làm tốt thì cuối năm nay anh có thể có 2 chân, và cái việc năm sau anh là Diamond hoàn toàn khả thi anh ạ. Anh tưởng tượng đi, anh mở mic lên chia sẻ với mọi người một chút ạ. Anh Tiến mở mic nào. Mọi người hãy là những người chúc phúc cho ước mơ của người khác nhá. Khi đó thì vũ trụ sẽ mang về, hấp dẫn về phía mình những cái điều may mắn và tích cực như vậy đó. Anh Tiến ơi, anh Tiến mở mic nhá. Đấy, mọi người biết không? Em đang chia sẻ cho mọi người, em có đơn hàng luôn. 3 hộp kit, 2 hộp chất xơ, 1 xà bông, 1 lăn nách luôn. Đấy. Được rồi chưa? Khi mà mình cho đi giá trị thì mình sẽ nhận về lại được rất là nhiều giá trị mọi người ạ. Ok, anh Tiến ơi, anh Tiến bật mic nào. Không bật mic được à? Thế thì chị Minh Tâm ơi, chị Minh Tâm đi. Tối tối này. Trang mở giúp anh á. À đây, để em mở nhá. Được chưa? Ờ rồi. Ơ, được chưa? Lại không được rồi. Rồi, ok anh Tiến. Mọi người nghe thấy em nói chưa? Rồi rồi ạ. Anh chia sẻ ngắn gọn nhá, ngày này. Dạ, em chào. Em xin chào tất cả mọi người. Ngày này nếu mà sang năm anh thành Diamond đó, thì em mong muốn là thế là anh em mong muốn là mình có thể xây được một căn nhà. Yeah. Xây một căn nhà mà mà không phải cho mình ở. Cho vợ tương lai à? anh muốn xây nhà. Không, anh muốn xây một căn nhà mà có thể hỗ trợ được cho những bạn cho những bạn sinh viên mà còn ở đất thì có rồi, nhưng mà bây giờ thì chưa xây thôi, nhưng mà mong muốn là có một nơi để các bạn sinh viên có thể thuê trọ với cả giá thấp đó, để các bạn có thể yên tâm học hành. Rất là tuyệt vời. Anh Tiến, đấy là cái mong muốn của anh, muốn giúp đỡ người khác. Anh Tiến ơi, anh không cần phải tự xây đâu, bởi vì công ty sẽ tặng cho anh một căn nhà đó, kèm thêm một set tiền thưởng là 120 triệu. Đấy, một cái khoản, một cái căn nhà khoảng 1.4 tỷ cộng với 120 triệu tiền mặt, cộng với thu nhập hàng tháng khoảng 150 đến 100 triệu. Cực kỳ tuyệt vời đúng không anh? Có một điều gì đó mà anh mong muốn cho bản thân anh không? Khi anh có được 100 triệu này, nhà thì anh sẽ để dành cho các bạn ấy rồi, nhưng mà 120 triệu anh sẽ dùng để làm gì? Cho cá nhân anh đi, hay là gia đình của anh? Cá nhân hay gia đình thì trên con đường thực hiện để trở thành Diamond thì cái điều này anh nghĩ là mình đã dành rồi. Ví dụ đi, anh thích một cái liệu bây giờ thì nếu mà bây giờ cái mà anh muốn dành cho bản thân mình thì chắc là muốn có một chiếc ô tô. Ô tô đúng không ạ? Một chiếc ô tô. Ô tô gì anh? Đương nhiên là anh mong muốn là có được một chiếc Fadin dành cho mình thôi mà. Không ở vì mình cứ mơ đi. Anh thấy anh thấy nhà Vũ Giang có cái Fadin đấy, thì hôm mà Vũ gọi sang để rửa xe thì anh cũng khá là vui, anh thấy rất thích, nó phù hợp với cả Hà Nội. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mình cứ đi theo anh Vũ chị Giang thôi anh nhá. Thì cái này là một cái bài tập mà chúng ta hãy làm hàng ngày ấy, mọi người nhá. Hàng ngày
hãy tưởng tượng đi, bởi vì em nói thật, cái ngày mà em lên 21 ấy, cũng là bởi vì ngay cái thời điểm mà chị Giang vinh danh 21, em ngồi ở dưới và bắt đầu em lấy sổ bút ra, em ngồi em vẽ luôn, em tưởng tượng ra luôn cái tháng sau em lên 21 em sẽ như thế nào. Rồi em tưởng tượng ra cả cái lời mà chị Quyên là giám đốc chi nhánh Hà Nội ấy, chị sẽ giới thiệu em là một cái người trẻ, trẻ nhất, đúng không ạ? Lúc đấy là thời điểm đấy là trẻ nhất Việt Nam, lên 21 như thế nào, số và điểm ra sao, là cho em ngồi em vẽ hết tất cả mọi câu chuyện rồi. Đấy, và em phải ngày nào em cũng nhớ cơ, cứ lúc đi tắm là em nhớ. Cho nên là mọi người hãy thường xuyên áp dụng cái trí tưởng tượng này nhá, và có thể áp dụng cho dạy con rất là hay. Rồi ok. Tiếp theo, sau khi mình đã rõ ràng ước mơ rồi nhá, mọi người ghi lại bài tập là kết thúc buổi ngày hôm nay, mọi người hãy viết ra và mọi người hãy tưởng tượng ra cái bức tranh mọi người đạt được diamond năm sau là như thế nào. Mức thu nhập bạn mong muốn, cái xe, chiếc xe bạn đi, ngôi nhà bạn ở, rồi những việc bạn sẽ làm. Sau khi đã rõ ràng về ước mơ rồi á, thì mình sẽ làm việc trong một trạng thái cực kỳ say mê và đi xây dựng ước mơ cho chính bản thân mình. Cho nên ấy, với nhóm của mình cũng như thế. Tất cả mọi thành viên trong nhóm của mình họ đều phải được đánh thức ước mơ giống như là chúng ta vừa được đánh thức ước mơ. Còn nếu không, mọi người họ sẽ nghĩ rằng là họ đang đi xây dựng ước mơ cho bảo trợ, thì chúng ta sẽ rất là khó để làm việc với họ. Nên chúng ta hãy nhìn lại thành viên trong nhóm của mình, ai là người đã rõ ràng ước mơ, ai chưa, thì chúng ta phải đánh thức họ bằng những cái cuộc gọi của chúng ta. Được chưa? Chính là cái từ đầu đến giờ Trang có làm với mọi người đấy ạ. Rồi, và sau khi mình đã rõ ràng ước mơ xong, mình hiểu rằng đây là công việc của bản thân mình đang đi xây dựng ước mơ, xây dựng doanh nghiệp của mình, thì mình hãy tập trung vào việc học quy trình mọi người nhé. Chưa phải là làm đâu, hãy học quy trình, bám sát 5 bước của anh Ngọc Anh. Mọi người chưa cần tuyển, nếu mọi người chưa thành thạo, chưa tự tin, chưa cần tuyển vội. Đó. Hay là ví dụ mọi người, có rất nhiều người ấy, người ta bảo là thuộc rồi, nhưng thực sự không phải đâu mọi người nhé. Học vẹt nó sẽ khác với cái việc là học hiểu sâu vấn đề. Cho nên phải thực sự phải dành thời gian luyện tập. Mọi bảo trợ mà chỉ làm mẫu một chiều thôi, mọi người cũng sẽ không thể nào hiểu được. Mọi người phải gọi là luyện lại với bảo trợ. Mọi bảo trợ phải là cái người đưa ra rào cản và bọn mình phải xử lý cơ. Khi đó mọi người sẽ học được nhiều hơn. Đó. Và em kể cho mọi người nghe một câu chuyện của chị Bùi Thúy Nguyệt. Hôm vừa rồi nghe sách, chị Nguyệt cũng chia sẻ đó là khi mà chị đến với công việc này, chị đấy là một thạc sĩ và chị đấy sẵn sàng dành một năm để học về công việc này, học về kinh doanh. Và sau đó thì sao ạ? Chỉ trong vòng một năm, chị đấy mở được 6 chân tách, 6 chân mở được diamond luôn, xây được nhà, mua được xe. Đó. Thế thì mọi người hình dung là bây giờ chúng ta ở đây ấy, chúng ta thường hay rất là hay kêu ca là tại sao mình tuyển mãi không được, mình làm mãi không thành công. Nhưng mọi người hãy nhìn lại đi. Mọi người đã thực sự sẵn sàng dành một khoảng thời gian cam kết để chỉ học và ứng dụng, không quan tâm đến kết quả chưa? Và thời gian đó là bao lâu? Ví dụ như chị Nguyệt là chị sẵn sàng dành một năm và thành công nó đến sớm hơn những gì mà chúng ta dự kiến. Còn ở đây thường chúng ta cứ học được một chút rồi chúng ta lại đi làm, chúng ta lại không có kết quả và chúng ta lại buồn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng ra một quyết định đi, sẵn sàng dành ra ít nhất là một tháng nhá. Thực ra ấy, em thì em nghĩ là khoảng 3 tháng cũng được, không sao cả, học về kinh doanh mà. Học để thành giàu có mà, làm sao mà chúng ta học nhanh được, đúng không? Nhưng mà một tháng cũng được. Hãy dành thời gian một tháng chỉ học thôi nhá. Chỉ học và ứng dụng chứ không phải là tập trung vào kết quả. Không quan tâm kết quả, tuyển được hay không không quan trọng, bán được hay không không quan trọng, nhưng mà phải ứng dụng những gì được học. Được chưa? Đó, nếu mọi người làm tốt điều đấy thì sao? 80% sẽ thành công. Mọi người ghi lại nhá, 80% sẽ thành công khi chúng ta học thuộc hiểu quy trình. Đó. Và chỉ có 20% mà còn lại ấy, thì chúng ta cần thêm một cái nữa. Đa phần là 80% chúng ta đã thành công rồi. Nhưng mà có 20% còn lại sẽ cần thêm một cái điều này mọi người ạ. Đó chính là gì? Mọi người có đoán được không? Chị Loan có đoán được là gì không? Hai mươi phần trăm còn lại là gì khi chúng ta đã thành thạo và học hết rồi, tự tin về quy trình rồi, luyện với bảo trợ kỹ rồi, vậy 20% những người mà người ta vẫn chưa thành công còn lại là gì? Chị chưa đoán được. Lập ơi, chị Lập có đoán được là gì không? Cái gì nhỉ chị nhỉ? Tưởng tượng, ước mơ.
Có hết rồi. Bước 1 là có ước mơ, có trí tưởng tượng hết rồi. Rồi hiểu về công việc này, tự tin rồi. Rồi tiếp theo nữa là học quy trình thành thạo rồi. 20% còn lại là gì hả Đạt? Không mà đúng mic á. Tôi nghĩ là hành động. Hành động. Ok. 20% còn lại đó chính là hành động, nhưng mà một cách kiên trì và luôn tin tưởng. Phải có một niềm tin á, thành công nó không đến ngay sau các bạn quy trình đâu mọi người nhá. Thành công nó không đến sớm như vậy được đâu. Thành công mà dễ thế thì ai phải làm rồi đúng không? Hãy có một cái niềm tin là chúng ta hãy kiên trì và thành công nó sẽ đến sau khoảng 3 tháng nữa. Phải có một niềm tin tích cực về bản thân mình. Đừng nghĩ rằng là chúng ta thạo rồi mà chúng ta tuyển vẫn chưa có ai là chúng ta có vấn đề hay công việc có vấn đề. Mọi người hãy ghi lại một câu này đó là: một cầu thủ đá bóng giỏi không nhất thiết trận nào anh ta cũng phải ghi bàn. Đúng mọi người, trận nào mà ghi bàn thế thì siêu quá. Người ta cũng phải có lúc sai lầm chứ. Vậy thì những người tuyển giỏi ấy, không có nghĩa là lúc nào họ cũng tuyển được đâu. Đúng không ạ? Có giai đoạn khó tuyển, nhưng đó chỉ là thử thách và đó chỉ là thời gian ngắn thôi. Tại những thời điểm đấy, chúng ta cần làm gì mọi người ạ? Chúng ta cần nhìn lại ước mơ, giống như chị Lập nói. Cần phải tưởng tượng lại đi, nhớ lại bức tranh về Diamond đi, để gia tăng cái năng lượng cho bản thân. Được chưa ạ? Ok, đó, thì đấy chính là cái phần thành thạo quy trình. Và phải có một cái niềm tin, một cái sự hành động trong một cái niềm tin. Đó là 3 tháng nữa chúng ta sẽ có kết quả, yên tâm đi. Rồi, giống như cha giàu đó, ông ta có nói là 5 năm đầu tiên tôi kiếm được ít tiền, nhưng sau 5 năm thì tôi trở thành một người kiếm nhiều tiền nhất trong số đám bạn của tôi. Và đến bây giờ thì thu nhập của tôi là ước mơ của họ. Được chưa ạ? Cuối cùng đó chính là gì ạ? Là sau khi mà chúng ta đã làm gì? Đã có nhận trách nhiệm về bản thân, có giải pháp, đó chính là tập trung vào quy trình, chứ đừng tập trung vào cái việc là chúng ta không tuyển được. Và thay vì giống như cha giáo đã nói, là thay vì nói là tôi không làm được, thì hãy nói là làm cách nào để tôi có thể làm được điều đó. Mới ghi lại nhá. Mọi người hãy viết ra hết tất cả những câu mà hiện nay chúng ta đang gặp phải, đó là: tôi không tuyển được, tôi không có mối quan hệ, tôi không có thời gian, đúng không? Hãy chuyển suy một cái dấu mũi tên suy ra, tự viết ra một cái câu khác: làm cách nào để tôi có được điều đó, làm cách nào để tôi có thể có nhiều mối quan hệ, làm cách nào để tôi có thể làm ít thời gian mà thành công, làm cách nào mà tôi có thể như nào nữa nhỉ, tuyển những cái người mà tích cực, những người tiềm năng. Hãy ghi ra, thay đổi điều đó đi, thay đổi cái tư duy của bản thân. Đó. Vậy thì cuối cùng thì sau buổi học ngày hôm nay thì anh chị cảm thấy là điều gì quan trọng, hay là mọi người thích nhất bài học gì, thích nhất câu nói gì sau ngày hôm nay? Mọi người cùng bật mic chia sẻ nhé. My ơi, sau hôm nay thì cậu nhận ra được một điều gì không? Cho bản thân, cho công việc. Trong buổi hôm nay thì tôi thích nhất câu mà Trang vừa nói, đấy là một cầu thủ bóng đá giỏi thì không nhất thiết là trận đấu nào cũng phải ghi bàn. Rồi cái câu nói này sẽ rất là ý nghĩa đối với những ai mà đang hành động mà chưa tạo ra kết quả. Và với những ai mà có hơi một chút mất niềm tin vào bản thân mình thì họ sẽ ngay lập tức có thể hiểu được là mình cần phải kiên trì hơn, cần phải làm đều đặn và liên tục hơn. Đúng rồi. Và sẵn sàng dành thời gian một đó. Cứ nhớ rằng là đẳng cấp là mãi mãi, đúng không mọi người? Cho nên là có thể nó không tuyển được thì ngày mai tuyển có sao đâu. Mình cứ vui vẻ lên. Thì chết nhiều là gây ra cái bệnh gì? Huyết áp. Chúng ta vừa học. Huyết áp, đúng rồi, vừa học xong. Okay. Yến, hôm nay cậu thích nhất điều gì? Cậu ấn tượng với điều gì? Tớ thì tớ ấn tượng với cái kiểu đánh thức ước mơ ấy. Đó, tức là lâu lâu tớ cũng không đọc cái quyển của Robert Kiyosaki, quyển tập số 11, quyển số 11 ấy. Tức là nhiều người trong chúng ta từ bé nhiều khi đã bị cài đặt những cái tư duy sai và kiểu bị giới hạn cái khả năng của bản thân ấy. Đấy.
tức là không một và ngay cả rất là nhiều người họ chưa từng được hỏi câu gọi là ước mơ của bạn là gì ấy. Đấy, thành ra là khi vào công việc này nhiều người họ họ hiểu cái điều đó và họ họ tự nhiên đánh thức được cái tiềm năng bên trong và họ phát huy được cái khả năng của họ thì họ đã đạt được cái kết quả rất là thần kỳ, rất là tuyệt vời. Thì mình cũng rất muốn là trong nhóm của mình có thể làm được cái điều đấy với đội nhóm, với các tư vấn viên của mình, bởi vì có thể là họ họ hiện tại họ chưa thành công thôi chứ không phải họ không thể thành công, vì họ chưa nhận thức được cái khả năng của họ ấy. Họ chưa được đánh... biết đâu họ đánh thức được cái ước mơ của họ thì họ lại thành công rất là nhanh, rất là gọi là như ngoài sức tưởng tượng người ta, đúng không? Đúng rồi. Như bản thân tớ với cậu, đúng không, chắc chắn là trước khi đến với công việc này chúng ta không hề có ước mơ. Bản thân tớ là như thế, tớ không hề biết là sau này tớ thích gì, tớ không biết đâu, nói thật. Nhưng khi đến công việc này thì bắt đầu mình có những cái khao khát, đó là mình sẽ trở thành cái người kiếm tiền giỏi nhất trong tất cả các anh chị em nhà mình, và đó là cái động lực khiến cho mình kiên trì trong suốt 2 năm đó. Ok, thì rất là cảm ơn mọi người. Thì cái từ đầu buổi đến giờ thì chính là Trang đã ứng dụng một cái, đó chính là cuộc gọi 6 bước đánh thức tiềm năng ước mơ của người khác. Thì giống như mọi người nhớ lại đi, đầu tiên Trang có đồng cảm, đó là có phải đôi lúc anh chị cảm thấy thế này thế kia đúng không? Sau đó thì đây, Trang show màn hình cho mọi người xem. Rất là hay. Mọi người hãy dùng đúng cái công thức này để mọi người đánh thức ước mơ cho người khác. Đầu tiên á, Trang có sự đồng cảm. Có phải là đôi lúc anh chị cảm thấy như thế này thế kia không? Hãy tin rằng những người thành công là những người sẵn sàng chấp nhận nhiều lời từ chối nhất, đúng không ạ? Phần thứ hai là Trang cam kết chắc chắn sẽ luôn có cách. Phần thứ ba là phần đánh thức ước mơ. Khoan hãy bàn tới giải pháp. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại ước mơ qua việc đọc sách và làm bài tập, đó là nghĩ về cái ngày mà mình lên Diamond. Phần thứ tư là trả khỉ và giải pháp. Sau khi rõ ràng về ước mơ rồi thì chúng ta cần phải xác định là đây là chúng ta đi xây dựng ước mơ cho chính bản thân mình chứ không phải cho bảo trợ. Và giải pháp đó là hãy tập trung vào việc học quy trình, sẵn sàng dành một tháng để chỉ học và ứng dụng, không quan tâm đến kết quả. Được chưa? Và có một cái niềm tin thực sự thành công sẽ đến sau 3 tháng nữa. Đó. Tiếp, phần thứ 5 là Trang đã áp dụng câu hỏi triệu đô, là đã hỏi mọi người là sau buổi hôm nay mọi người cảm thấy như thế nào, để mọi người có thể nói ra, mọi người phải tự ra quyết định cho bản thân. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tập trung vào phần chốt, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ lại cái nhóm của mình ra, mọi người ghi lại nhé. Vẽ nhóm, sau đó ngày mai chúng ta sẽ gọi điện cho từng thành viên trong nhóm của mình. Chính là áp dụng cuộc gọi 6 bước đánh thức ước mơ. Chính là từ đầu đến cuối Trang có làm mọi người hãy nghe và mọi người làm lại như thế, được chưa? Đó, và chúng ta hãy làm đi, hãy nhận trách nhiệm nhóm của mình. Bởi vì sao? Một mình làm, bảo trợ chỉ là hỗ trợ đằng sau thôi. Nếu để bảo trợ làm thì nhóm sẽ không nghe, sẽ nghe lời bảo trợ và không nghe mình đâu. Đấy là một cái điều mà kinh nghiệm đấy ạ. Mình hãy hỏi bảo trợ, dạy mình để mình giỏi rồi mình làm với nhóm của mình thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Thành công nó được đi lên từ chính đôi chân của mình. Còn bảo trợ giúp ở đằng sau là rất tuyệt vời. Chúng ta hãy biết ơn bảo trợ điều đó. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái tài liệu ứng dụng mà hôm nay anh Yên có đưa ra cho mọi người đấy, đó là gì ạ? Kể từ ngày mai, đội mình sẽ ứng dụng buổi sáng ưu tiên bán hàng. Chỉ ưu tiên bán hàng, quan tâm khách hàng và giúp người mới đi bán, được chưa? Tóm lại là liên quan đến việc bán hàng. Và mình sẽ học Zoom buổi sáng vào lúc 5:30 để chúng ta được học những kiến thức về dinh dưỡng, để lắng nghe ai đó bán được hàng, kinh nghiệm sáng tạo cách bán hàng như thế nào. Đó, đấy là buổi sáng ưu tiên cái việc bán hàng. Bán để niềm vui thôi, chứ chúng ta cũng không phải bắt buộc bán được hàng. Quan trọng nhất đó là chúng ta sáng tạo cái ý tưởng bán hàng. Buổi chiều đó là tuyển, được chưa? Nếu không có tuyển được gì, mở rộng mối quan hệ. Tức là gì ạ? Cái cách mà để Trang tuyển được bạn Ngọc Trân ấy, 2 tháng lên 12%, đó là Trang kết bạn với rất là nhiều người mẹ bỉm sữa và nói chuyện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm những cái điều mà mình thích. Mọi người thích hoa, mọi người tham gia vào nhóm hoa rồi chia sẻ. Mọi người thích trồng cây, mọi người thích sớm, mọi người thích thành công, mọi người cứ tham gia vào nhóm đó và kết bạn chia sẻ đi. Được chưa? Sau đó sáng tạo mẫu cho một cuộc hẹn mới, tuyển như không tuyển. Chính là cái ý tưởng mà hôm kia, đúng không ạ, Trang có làm mẫu với cả chị Thủy ở trong group tiềm năng ấy. Mọi người có nhớ kịch bản nó như thế nào không? Chị Minh Tâm có nhớ kịch bản nó như thế nào không chị? Chị không okay. Nhớ lắm. Kịch bản chị áp, hiện giờ là chị đang áp dụng có mỗi cái bữa trước thôi. Còn cái của Trang mới thì chị chưa áp dụng. Mọi người ơi, hãy sáng tạo lên cái việc thiết lập cuộc hẹn này ấy.
chìa khóa là mình phải có cảm hứng. Mà muốn có cảm hứng thì mình phải sáng tạo. Ví dụ nhá, một cái ý tưởng rất là hay hôm trước em nghĩ ra đó là gì ạ? Mình hãy hỏi họ là dạo này thế nào rồi? Tôi thấy là bán hàng online hay lắm đấy. Hay là mình tớ với cậu cùng tìm hiểu online đi. Thế cậu có ý tưởng gì chưa cho tớ làm với? Ví dụ tớ hỏi My như thế. Thì sẽ có hai tình huống. Một là My bảo là tớ cũng không có ý tưởng gì đúng không? Thế thì lúc đấy thì tớ sẽ nói là à tớ cũng thế, bây giờ tớ với cậu cùng đi tìm đi. Tớ chỉ biết rằng là online nó rất là hay. Tớ với cậu cùng đi tìm cơ hội đi. Và ngày mai nói chuyện lại với nhau. Hay là ngày mai hỏi lại là My ơi tìm được gì chưa? Chưa. Thế thì tớ bảo này, tớ mới tìm được một cơ hội rất hay. Bắt đầu lúc đó mình mới chia sẻ. Mình không tuyển vào ngày hôm đấy mà mình tuyển hôm sau mọi người nhá. Ok. Thế còn giả sử trường hợp mà My nói là tớ đang làm một công việc này rồi hay lắm, thì làm sao ạ? Đố chị Thu biết là lúc đấy mình làm gì? Thì mình hỏi đâu công việc đó hay như thế nào, chia sẻ đi. Rồi sao nữa? Rồi mình bị tuyển lại hay sao? Rồi sau đó là mình phải chúc cho người ta làm việc tốt hơn. Nhưng thế mà gọi là cho tớ làm với rồi cơ mà. À cho tớ làm với ạ? Ừ thế thì bây giờ thực ra là mình thế nào nhỉ? Mình cũng tìm có rồi, cái này hay lắm, con thử là làm theo. Không, người giao lưu hay hơn. Có phải là mình bị tranh cãi không mọi người? Đúng rồi, đầu tiên mình phải đồng cảm đã. Ok, mọi người nhá, mình phải cùng lắng nghe họ. Bởi vì biết đâu họ mà có cơ hội hay mình làm có sao đâu, càng thêm nhiều nguồn thu. Nhưng mà mình hãy hỏi họ những cái về lợi thế công việc này. Ví dụ mọi người cài đồng cảm. Lợi thế, đúng rồi, lợi thế. Sản phẩm này có tốt không? Giá có mềm không? Rồi thu nhập ấy có kiếm được dòng tiền không? Hay là chỉ kiếm tiền thôi? Đấy, cái dòng tiền nó quan trọng lắm. Mọi người hãy tập trung vào dòng tiền đi. Vì đây là một cái giá trị không phải đâu cũng có đâu. Có dòng tiền không này? Hay là cứ phải làm? Có phải bỏ vốn không? Rồi có được hướng dẫn không? Đấy. Hãy hỏi và lắng nghe. Thực sự lắng nghe. Nếu như họ có một cơ hội tốt, mình làm chẳng sao cả. Còn nếu mà mình nghĩ là mình biết rồi, đây là bán hàng đúng không? Thế mình sẽ nói là, nhưng mà mình không nói là tệ cho mọi người nhá. Mình cũng nói là ok, tớ làm với cậu. Cậu đăng cái gì bảo tớ đăng. Nhưng mà tớ bảo này, cậu cũng làm với tớ đi. Tớ có một công việc còn hay hơn cơ, cậu muốn nghe không? Chị Thu hiểu không? Hiểu ạ. Hiểu Trang ạ. Đấy. Tức là mình không từ chối họ nhá. Mình nói là rất hay rồi, nhưng mà tớ có một cách còn hay hơn cơ, còn có dòng tiền cơ, còn không phải bỏ vốn cơ, không phải đi bán hàng nhiều cơ. Ok không ạ? Ok. Đó. Trang ơi. Chị chính là vì một bạn làm bảo hiểm AIA ấy. Bạn đấy cũng rất là say mê cái công việc của bạn ấy. Thế và sau đó là chị nói chuyện với bạn đấy. Và bạn đấy chuẩn bị gia nhập mình rồi đấy. Đó, rất là chuẩn bị gia nhập Ori rồi đấy. Chị Thu đang là một người đang có tốc độ phát triển rất là tốt. Bởi vì chị Thu đang nghe sách buổi sáng rất là chăm chỉ. Và chị đấy là một người có công việc rất là bận rộn. Ban ngày hầu như chị Thu không làm việc được Ori Fame. Chị làm mỗi buổi sáng sớm nghe sách vào buổi tối thôi. Nhưng mà chị Thu em tin chắc là tháng này chị sẽ quay lại sớm. Và chắc chắn chỉ chắc khoảng 1-2 tháng nữa thôi chị sẽ về được 21 chị nhá. Chị yên tâm, chị tin đi chị. Cảm ơn Trang, cảm ơn cả đội mình nha. Ok, và buổi tối chúng ta sẽ học Zoom nhá. Và tập trung vào việc học này, gia tăng ý tưởng bằng cách là chúng ta phải đi hỏi. Ví dụ hỏi chị Thu cách chị tuyển người bảo hiểm kia như nào thế. Rồi ôn luyện quy trình với bảo trợ. Được chưa? Tập trung vào việc học. Chúng ta chỉ làm sáng và tối thôi, sáng đi bán, tối chiều đi tuyển, tối đi học. Được chưa? Cuối cùng, một cái bí kíp quan trọng đó chính là hãy bám sát bảo trợ. Ở trong công việc này, bảo trợ là người rất thích chúng ta hỏi nhiều vào. Ở ngoài kia, nếu như mình hỏi sếp rất có thể bị sếp mắng. Nhưng mà trong công việc này, càng hỏi bảo trợ càng thích. Cứ hỏi đi mọi người nhá. Nhưng quan trọng là hỏi xong là phải ứng dụng. Chứ đừng có chuyện là ngày nào cũng đi hỏi đúng một cái câu đấy thì cũng rất là